Hello, Hayaku. Cảm ơn Shinri đã like cho mình nha. Shinri lúc nào cũng like. Đừng like nữa Shinri ơi. Cover không có cây súng gì mà sướng bằng khẩu Famat hết á các bạn. Cover là Famat là khẩu cover kinh hồn nhất. Anh đoán là nhảy cái khu này anh muốn vào nhảy đài quan sát. Nhảy đi. Lúc dài qua đài vào nhất nhưng mà tới bữa quán giải chỗ đó đông xì. Cái bữa quán chặng 3 em nhảy đó anh tới thông đụng ai nhảy xuống gặp quỷ. Cây thiệt. Giải quan á hả? Giải anh á, còn em mình em á. Bữa đó mà anh gặp nhảy đi Phú ơi, kiếm chỗ nhảy đi. Nào sao? Luôn. Hết người luôn, anh còn 8 hàng rồi, tìm mình với tìm nó thôi đó. Tìm nó nhảy kìa, còn tìm mình thôi. Dạy tới nhảy luôn. Rồi, hết luôn rồi. Mình đỡ bán đồ này luôn á. Mình lúc đây cái mình dài qua bao trường tập bán cảng lớn luôn rồi. Ok luôn. Tụi nó đâu nhảy tới đâu, tụi nó lúc dài mà nè mà. Hay giặc cư. Chưa hết đâu. Kiểu này sớm ngày lên. Điện thoại quá. Tem này tem này là tem đấu giải online nha các bạn. Không có bỏ giải online nha. Ok. Chơi giải online luôn. Cái giải free em phá chơi. Mẹ. Rồi đến giải offline là bỏ giải là đền thấy mẹ luôn á. Mấy mẹ giải offline sợ sao quá. Yeah. Em lên giải offline anh chỉ cho em lên em đụng mặt mấy tem khác á em chỉ thằng nào em chỉ thằng nào tao là quỷ dữ đàn em của tài chó điên. Ok anh chấp hết đúng không anh quỷ ơi con mà bê với nhà mà bê nhà ok ơi chơi hay chấp ba chỗ em tao mà bê nằm đâu trên nè dưới này nè ok để anh ba chỗ em trên nha. Quỷ nhảy xuống rồi lượm MB luôn nè. Anh chơi cover mà. Cover P90 bắn cũng được nữa. Anh không cần phá mà anh cái vị trí cover của anh là trong cái tình huống tem còn mà tem mất thì nó sẽ khác không mà. Đúng rồi, tem mất thì anh không mà tem mất anh vẫn là cái vị trí cover. Thiệt, tem mất nên cover cho hai người còn lại. Không, nếu còn mình anh rồi sao? Còn mình anh thì anh chạy. Chơi, anh chạy, trời ơi. Không, còn mình anh cover cho mấy thằng kia. Anh cover cho địch. Ví dụ 4, 4 bắn 4 đúng không? Bên đây 3 gục, bên kia 3 gục. Còn mình anh solo với nó. Còn mình anh không, anh cover anh đi cứu người. Anh không bắn nó, đúng không? Đi cứu ba đứa còn lại, đúng không? Được. Cứu cũng được thôi, chết. Nó công lên, vậy khó. Nó công lên hả? Ủa? Mẹ, em, ủa em nghĩ anh tầm... Anh mới cầm B90. Ủa? Em nghĩ... Không? Cái gì? Em nghĩ anh tầm gần yếu lắm hả? Mẹ... Cái súng nó yếu hiểu không? Anh mới cầm B40. Tầm gần mà solo... Tầm gần mà solo 1-1 với MP40 với MP40 mà anh có bom keo. Nó cũng có bom keo là nó chết chắc. Thử à... Thử rồi ăn hả? Không nói biết hả? Anh phải có 10-40 á. Phải có 10-40 thì mới được. Thường thì khẩu nào cũng được em. Nếu mà trong cái tình huống bắn anh thấy. Em biết cái khẩu nào dễ headshot hơn MP40 không? UMP là cái khẩu dễ headshot. UMP cái khẩu màu xanh á. Khẩu màu xanh á. Mới vô anh đừng có tay cầm đi. Không. Mới vô bắn có tay cầm đi vô đầu không? Bắn mấy khẩu đó hên xui lắm anh. Không biết là hên xui nhưng mà nó ngon hơn cả MP40 đó em. Đừng đùa. Mình á, nó hên chứ tình huống nó hên nó mới hên thôi. Trong game này hên hên là đa số chứ hay là ít lắm. Bo đây nè, bo nhỏ nằm đây nè. Ăn hên rồi. Trong game này ăn hên là nhiều hơn nha. Ơi ơi bậy rồi cậu ơi. Giáp 2 anh. Giáp 2 mũ 2 ở dưới chân ở dưới cửa nhà luôn. Hello. Hai cái súng này mình dùng để cover nha các bạn. P90 là nhiều đạn, thứ nhất nhiều đạn, sát thương nó cũng ổn. Nên là bắn cự ly thì nó vẫn đam nó vẫn bình lên ngon nha các bạn.
Ai nước ngoài? Nước ngoài cầm P90 nhiều lắm á. Ồ, mới vô nó lụm khẩu nào là nó chơi con đó luôn. Nó lụm khẩu nào là nó giữ con đó chơi luôn. Không đổi. Không, mà P90 nè, thấy nó mạnh nè. Nó ít đi lút đồ. Có người thông báo có người. Ở đâu em? À, nhà xe, dưới nhà xe. Dưới nhà xe ngay thùng nè, hướng 345 nè, ngay thùng Phú Đạo. Đấy, sau. Qua đúng rồi. Đúng rồi. Chờ một tem luôn anh ơi. Từ em ơi, chạy đi, chạy trước đi. Nóc 1, nóc 2, nóc 2 anh ơi, thằng đó yếu anh ơi. Nóc 2. Còn một viên. Ủa bị lắc anh ơi, game bị lắc không? Game lắc rồi. Cái gì nó? Game bị lắc mà. Ủa? Game bị lắc. Em thấy này nó còn giật nó chết nè. Đâu? Nó mới giật nó chết luôn á. Thì cái thằng mà nóc 4 mà anh vừa thấy nó nóc á, là quỷ, là của thằng quỷ đó, hiểu không? À. Vậy là lắc rồi đúng rồi. Chạy vô. Ok. Ôi. Game lỗi quá. Em yêu kỳ ta. Em nghe nóc 4 mà không clear luôn man. Cay. Em nghe nóc 4 là rồi nó em nghe cắn rồi. Vớ vẩn thiệt. Chứ nó cứ giật lại sao. Đây. Hình như hướng 120 có người. Ok. Hình như thôi nha. Chưa chính xác nha. Nếu mà có người là còn một thằng đó nó chạy ra. Lầm nó luôn. Ê giang tệ. Trong nhà xe nha anh. Ê. Cái gì anh bắn bỏ mà. Em chạy vô. Ẩu mà bắn bỏ hay vô. Đi nghe hồng dầu là bắn bỏ. Phú xem chút nữa là ăn phóng lựu chết tươi rồi. Tìm... Trời ơi bắn em cái nửa cây em cắm động chạy luôn. Tìm đường tăng giáp đi em. Cho anh một quả bông keo quỷ. Đây. Cái này nguy hiểm quá. Mọi người bắn nha, em chạy bắn tăng giáp đó nha. Ra ngoài này tăng giáp cả. Cái sông nó hên xui luôn. Vừa cái đường giáp cái sông á anh xem. Có luôn. Giải. Nó ngay chỗ cái cầu này nè. Cầu ở cảng á, ngay chỗ chấm á. Anh Phú chấm trên đây nè, coi có không nè. Coi, để coi. Ok. Nắm hai sĩ kìa. Gì nắm hai sĩ? Hai sĩ. Phải có nắm hai sĩ. Đây. Nắm mất hai sĩ đó. Máu nhiều quá mà, cái ba lô lụm đồ. Yên tâm. Tới đó mà lá có gãy á, nguồn ngủ bo hồi vô sao. Đúng rồi. Gãy thì phải cho tem về cái vị trí tốt nhất, top 2. Không mà ngủ bo là thường ngủ mới nổi, với lại bo giải em thấy như gắt hơn, phải không? Cái cảm giác như bo giải cái bo nó cắn đau hơn. Tại nên em leo ganh thường thường là em ngủ cái bo đâu bo ba này kia, cái bo nhà nhỏ hồi nhỏ nữa mới vô em mới sống, còn giờ vô giải cái tầm này kia vô cái tầm chứ không nổi, nó đau lắm. Máu cực nhiều mà mốt đấu giải là đấu 6 bài trận lần á, mình em mình phải có cái sự kiên trì, hiểu không? Gãy trận này em làm trận khác. Đúng rồi, đấu 6 bài trận. Mày nó vô nhà Ba Giang nè anh ơi, trước mặt em nè. Từ em ơi. Tới bán giải rồi kêu mày đi. Rồi. Qua nó dở ơi mọ. Thấy rồi, trong nhà Ba Gian kìa. Em còn xa nha. Coi đội cái anh ơi. Em thấy sao không? Rồi, gục một, vô quỷ. Thôi, mẹ. Ủa? Anh không thấy nó đâu. Kì vậy? Sao có một á? Tự kia trên đồi đó, đâu mà tự kia trên đồi. Đi mọi người ơi. Trời ơi, không kêu. Em không kêu là đúng rồi đó. Chết rồi.
còn gì nữa. Chị quỷ bắn nghe lắm hả? Ở đây, đây. Anh chơi mấy tiếng rồi hả? Mình chơi cũng phải là một tiếng mấy à? Mới tiếng mấy chứ. Rồi, nhà lò của người có đơn giá không? Ơi, nó bị dưới đồ giết rồi, nó bị dưới hắn giết rồi. Dưới thính con người hả? Dưới thính con người. Dưới thính con người anh. Dưới thính con người anh. Lò, nhà lò đây. Chơi, chơi đi, em kê đồ cho, em kê đồ cho. Ờ, nó đặt nhiều bơm lắm. Không lụ. Không nóng lụ nha. Mẹ. Nha. Lời nóng nha, lời nóng nha, lời nóng. Ok, hay quá. Máu sang à. Cái gì? Anh dựng bom keo, vừa bắn chết xong nó anh dựng bom keo luôn, nhanh không? Nhưng mà không kịp phóng lựu nữa. Em phải bị delay ta. Em chọn bom keo khoảng không phải mấy giây sao nó mới ra, chứ không rồi. Cái đó là còn đỡ đó em. Cái delay đó còn đỡ đó. Có bắn ba hết chưa vậy? Bố bo nè. Đủ đi. Có nâng giáp ở chậm xăng á, anh nâng được. Anh đủ rồi, anh đủ rồi. Anh còn dư cái bắn ba. Vậy em đâu? Anh suốt ngày quên huy hiệu nha. À hả? Đi quỷ ơi. Cho bắn ba. Ok. Mà cái lúc đấu giải đó đem xanh em không hiểu đâu. Tại mình đâu đi săn đâu, giết người đâu, hiểu gì. Không, anh nghĩ lúc đấu giải là mình phải bắn theo cái phong cách của mình, chứ mình đừng có bắn. Bây giờ nói với em mà bây giờ mình đi săn, đang đi săn mà. Phong cách của mình là đang đi săn mà. Mình thiệt bắn núp, cái bắn núp từ nãy giờ tụi top mà kêu ít thôi. Nói chung là cũng có bắn. Hiểu không? Ừ, nhưng mà em nghĩ em lấy top lúc đồ em lấy top em lấy top thì em cũng đâu có được kêu nhiều đâu, phải được kêu nhiều họ mấy em còn vượt mặt tụi top. Nếu mà nếu mà cái trận đầu mình hai mấy kêu rồi xong luôn rồi đó là coi như là thấy. Ê anh ơi, bò sáu okay. Bò sáu năm sáu luôn, bò đều đá nhỏ xíu nè. Ok, bò này làm như bò dưới sông anh. Bò đồi dưới sông, cái đồi hùng nước á. Bò này nếu mà mình đu cát ngọt luôn á, xuống dưới là đẹp luôn á. Còn ngọt là mệt. Ê anh ơi, nhà xe có người này. Nóc 1. Đẩy à. Nó nóc mé bên kia nha. Ok. Bẻ góc ra kìa. Đây, có thằng dưới đồi chạy nè. Bắn đi nào, bắn chạy dừng đây nè. Lên đi Phú, anh cover. 7 cái máu nha, nó giáp 2, nó giáp 2. Ui á, cái gì vậy? Cái gì ơi? Ê, quỷ, mày không cút mày bỏ. Trên đòi anh. Đâu thế á? Gốc cây 245 á. Cái gì vậy ta? Hai viên bể đầu đang chạy nữa chứ. Ui. Từ, cứ lúc đồ đi, cứ lúc đồ cho quỷ bắn, cứ lúc đồ. Lê. Kinh nhỉ. Ui, đồ nhiều lắm luôn kìa. Thấy em bắn đầu quá, nó chạy. Giết. Lút máu rồi. Đồ nhiều quá, lút không nổi luôn á. Ui. Đã vậy, cho em mưa rồi, cho anh mưa chưa? Cho anh đâu có mưa đâu. Chuẩn bị mưa. Chuẩn bị mưa. Chắc là chuẩn bị ngay. Nó đứng gần với em rồi, không xa lắm. Trên trời không có ai. Ơi, không có ba ma, khó chịu quá. Câu ba mình lụm được có 90 viên chủ liên. Sáu bình máu. Ôi, mình đặt bom kìa, đặt bom thằng nào chạy qua là chết. Ôi, nó mà bo trên thùng nước chắc luôn. Quỷ ơi, đi lộn hướng rồi em. Em đang ở đây em. Cứ vô bo đi, em gọi anh kia cho. Tại cái chậu của em nằm vừa với con. Dưới có thính kìa. Kê cát hả, chừng đưa xuống. Đu xuống không ta? Cái này em xuống dưới đây chết không hay à. Sau đây không có, ngay hướng đèo đá 15, 30, 60. Tụi,
tụi nó chưa lên đòi đâu, tụi nó nhà rồi. Rồi hướng 15 có người nha, hướng 15 chắc chắn luôn. Hướng 15 và 30 NE nữa. Rồi rồi, cứ bắn ở trên, bắn ở trên này. Lên đi. Lên đòi luôn anh. Rồi thì em bắn dưới cho. Nó bắn mình bởi đâu? Em bắn từ trong ra đúng không? Nếu mà xui là gặp nó liền luôn nè. Ok. Nếu mà xui, ok. Anh sau lưng em à, chậm dây đi. Em bắn, em không có cover được nha, tại đây đây, gặp. Gặp rồi hả? Cover được. Ui, bên đây sau lưng anh. Ok. Xong rồi. Còn nha. Còn hàng mau. Còn thằng cuối đó. Chắc bơi hoặc là Đây, tôi nghe. Okay. Cho anh. Đấy. Rồi, có một khi một này. Người đàn ông tham lam chính là em. Người đàn ông tham lam chính là em. Bài trưởng. Không hiểu được. Cực kỳ nguy hiểm các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem video của mình. Nhớ đăng ký kênh của mình và bật nút chuông lên để mỗi lần mình đăng video các bạn sẽ nhận được thông báo. Và đừng quên đăng ký kênh AS Mobile Streamer của mình và kênh AS Mobile Vlog nha các bạn. Vâng, và cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.